Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 28. Chương 271. Mộ Dung ghé thăm một. Ngày hôm sau, Bạch Hà Sầu tạm biệt chúng tôi. Loạn cục của nhân gian đã bắt đầu náo động bốn phương, ma đạo bắt buộc phải xuất thế sớm. Bạch Hà Sầu đến nhân gian triệu tập tất cả đệ tử ma đạo trong âm nhân thiên hạ, sau đó dẫn toàn bộ bọn họ đến Hàn Hoang. Về phần ma đạo cuối cùng có thể triệu tập được bao nhiêu nhân lực, đối với chuyện này bản thân Bạch Hà Sầu cũng không đủ lòng tin. Nhân đạo có Tạ Lưu Vân thì lên như diều gặp gió, sau trận chiến Bồng Lai, tiên đạo đại cử nhập thế, mà ma đạo chúng tôi ngoài mệnh bản tam tinh sát phá lan, ngoài ra không có lợi thế gì. Trận chiến phong thần đã qua 3.000 năm, trong 3.000 năm vô vọng này, nhân gian còn được bao nhiêu đệ tử ma đạo một lòng trung thành, kiên trì tín ngưỡng của bản thân. Sau khi Bạch Hà Sầu đi, tôi và A Lê cùng nhau tu hành. Khương Tuyết Dương ngoài việc truyền đạo, còn phải bố trận, tập luyện trận pháp. Thành Thành Khâu cô lập không được ai trợ giúp, không có pháp trận bảo vệ tuyệt nhiên không cản nổi sự sát phạt của đại quân. Phật gia vẫn như thế. Vẫn âm thầm học đạo. Từ lần Thùy Họa hỏi cô ấy có phải thích tôi hay không, cô ấy liền xa cách với tôi rất nhiều. Chỉ khi gặp nhau mới nói lời chào hỏi, gọi tôi một tiếng sư huynh. Tôi có một dự cảm, Phật già sẽ không ở lại Hàn Hoang quá lâu. Cô ấy vốn là một cô gái cực kỳ thông minh, nhìn rõ thế sự. Một khi phá giải mê cục, khi đó túc mệnh của bản thân sẽ thức tỉnh. Tu hành cùng với A Lê giúp sát kiếm của tôi tăng rất nhanh. Cô bé bắn tiễn, tôi dùng kiếm để đỡ. Tuy rằng tôi thường bị thương vì theo không kịp tốc độ của cô bé, nhưng tốc độ tôi xuất kiếm tăng lên rất nhanh. Tốc độ của cô bé thừa kế từ Thái Cổ Nguyệt Ma, nếu như tôi có thể tiếp được toàn bộ mũi tên từ cô bé. Đến lúc đó kiếm của tôi sẽ giống như mũi tên của cô bé vậy, trong thời đại mạt pháp không ai có thể tránh được. So với nhiều tiền bối đạo môn nhập đạo bằng kiếm, thì sát kiếm của tôi vẫn là độc nhất. Trong đạo môn nhập đạo từ kiếm, thứ được xem trọng nhất chính là bản thân của kiếm khí. Sát tâm và chân khí dung hợp có thể tạo ra kiếm khí, lực của pháp tắc quyết định uy lực mạnh yếu của kiếm khí. Càng kiểm soát nhiều lực của pháp tắc, uy năng của kiếm khí càng mạnh. Kiếm khí của kiếm tiên Lữ Thuần Dương thất luyện 3.000 trượng, mà kiếm khí ma đạo tổ sư đã từng chém rớt một ngôi sao băng. Có thể là chịu ảnh hưởng của kiếm pháp võ đạo quá sâu. Sau khi tôi nhập đạo trong huyền quan vẫn sinh ra kiếm ý võ đạo vốn có. Thần tính vi phong thường tùy ngã, kiếm ý vi tuyết mãn huyền quan. Nghĩa là thần tính là gió thường theo chân ta, kiếm ý là tuyết lấp đầy huyền quan. Kiếm ý là từ kiếm tâm sinh ra, chính là tinh túy của kiếm pháp võ đạo. Kiếm ý của võ đạo có rất nhiều tầng, có băng phách hàn quang kiếm, kiếm ý lạnh đến thấu xương. Tuy nhiên không giống với những đạo pháp thần thuật diễn hóa thiên tượng kia, lúc thi triển kiếm pháp, vẫn mang lại cho người khác cảm giác buốt giá đến thấu xương. Còn có loại kiếm pháp tên triệt dạ lưu hương, phối hợp cùng với dạ quang kiếm, có quang cảnh đẹp như thả ngàn hoa trong đêm gió đông vậy. Càng say mê võ đạo kiếm thuật, tôi càng cảm thấy tiếc nuối cho những người đã mất trong dòng lịch sử võ đạo kiếm pháp. Sự thần kỳ của hô mưa gọi gió không lấn át được tài năng của kiếm bạo vũ võ đạo. Thần thuật thay hình đổi dạng, không che giấu được sự nhanh nhẹn của kiếm lưu tinh. Kiếm bạc hà, kiếm hoa khai phú quý, kiếm thương anh, kiếm pháp băng xuyên, kiếm hoa mai, 7-7-4-9 dạng kiếm pháp phong hồi liễu của tiểu cố đạo nhân, đoạt mệnh liên hoàn thập tam kiếm của Yến thập tam. Hàng vạn loại kiếm ý, thật khiến người ta tưởng nhớ khôn nguôi. Đáng tiếc, kiếm của võ đạo không có kiếm khí, hạn chế bởi ngưỡng chịu lực, tốc độ và không gian. Kiếm ý dù mạnh đến đâu cũng không tài nào so được với một lá thần phù của đạo môn. Nhưng tôi thì khác, tôi có kiếm khí và kiếm ý cùng phối hợp, đạo võ song tu xem như tụ thành một nhà. Sau khi nhập đạo nếu muốn nâng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào ngộ đạo và tu hành liên tục, nắm chắc càng nhiều các đại đạo pháp tắc. Mà bản thân pháp tắc lại càng khó nắm chắc nhất. Đây cũng là lý do vì sao mà nửa bước thiên tôn lại nhiều như rơm rạ, còn thiên tôn lại rất ít.
Thất sát pháp tắc do sát tâm và sát tính ngưng tụ, chỉ có thể lĩnh ngộ trong vô tận sự sát phạt và hỗn chiến. Cho nên bây giờ tôi chỉ có thể bắt đầu từ kiếm ý, do rằng tăng cường kiếm ý cũng đồng thời gia tăng uy lực kiếm pháp của tôi. Mỗi ngày ngoài việc luyện tốc độ cùng với A Lê, toàn bộ thời gian còn lại tôi dành để khuếch đại kiếm ý trong huyền quan. Trong huyền quan của tôi, kiếm ý tồn tại dưới dạng hoa tuyết, kiếm ý tăng thêm một phần, hoa tuyết lại dày thêm một phần. Tòng mạch tuyết phân phi hà sở tự, diễn hóa thành yến sơn tuyết hoa đại như tịch. Bạch tuyết ngai ngai, thiên địa nhất phiến thương mang. Nửa tháng sau, Bạch Hà Sầu từ quan ngoại trở về. Đúng như chúng tôi dự đoán trước đó, ông ấy chỉ đem về hơn 2.000 đệ tử ma đạo. Hồ tộc Thanh Khâu trước đó đã mở rộng thành trấn đủ để dung nạp được vạn người, hơn 2.000 người vào ở trong 10 phần trống trải. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 272, Mộ Dung Ghé Thăm 2. Thuộc hạ đã phụ lòng ủy thác của đạo tổ rồi, Bạch Hà Sầu hổ thẹn nói. Không sao, năm đó ma đạo tổ sư một mình lập giáo, so với ông ấy tôi đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Thực lực của hơn 2.000 người này còn kém xa vài chục đệ tử ma đạo mà Khương Tuyết Dương giấu trong toàn chân giáo. Thậm chí so với hồ tộc Thanh Khâu còn không bằng, cảnh giới huyền quan cũng rất ít, đại bộ phận đều thuộc cảnh giới chân khí. Thời đạt mạt pháp tu hành không dễ, âm nhân không có sự hỗ trợ của tài nguyên đạo thống, có thể luyện được chân khí đã là giỏi. Lắm rồi, hiện tại ma đạo chẳng có gì, chỉ có một tòa thành Thanh Khâu tại Hàn Hoang, không phải là nơi an sinh lập mệnh. Bọn họ có thể bỏ lại tất cả mà đến đây, đủ để thấy được bản sắc của đệ tử ma đạo. Hôm nay các ngươi theo lời cảm triệu của ta mà đến Hàn Hoang cổ địa trùng tu số khí ma đạo. Tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể chiến tử xa trường, chư vị đều là người có gia đình, có hối hận không? Tôi hỏi, sống có gì vui, chết có gì khổ, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Lại một năm nữa qua đi, mối nguy tại nhân gian lại thêm lớn, lòng dân ly loạn, tin đồn tận thế lan truyền ngày một rộng. Tin đồn cửu đại diệt thế tà ma sắp giải trừ phong ấn, càng làm kinh ngạc toàn bộ đạo môn. Giải thích cửu đại tức là chỉ gió, mây, sét, biển, lửa, trời, đất, mặt trời và không khí của đạo gia. Hết giải thích. Đạo môn hiện tại đã không còn độc mỗi nhân đạo, mà giống như trước đây bao gồm cả ma đạo và tiên đạo. Tiên đạo trưởng quản thiên đình, thần linh rất nhiều, sau khi nhập thế người hưởng ứng vô số. Đa số đạo trường ở các phương hải ngoại cũng quay về nhân gian. Hiện tại, nhân đạo, tiên đạo, giã tiên ba phương đại cử nhập thế, chạm tà trừ ma ngưng kết lòng dân. Ma đạo chúng tôi một là vì thực lực yếu nhất, hai là thủy hỏa vẫn chưa trở về từ âm ti, nên một mực ở lại Hàn Hoang cổ địa thao luyện quân trận, gia tăng tu vi. Trong giai đoạn, lần lượt có rất nhiều đệ tử ma đạo đến Hàn Hoang. Ngoại trừ các đệ tử ma đạo trong âm nhân, còn có sơn tinh giã quái, thậm chí cả cô hồn giã quỷ cũng đến không ít. Về việc này, Khương Tuyết Dương nói, kiếp này thủy họa là âm linh, trong tương lai cứ để cô ấy lập ra đội quân oan hồn là được, cùng với các đệ tử niết bàn của ma đạo trong thành chết oan. Sư nương của tôi cũng đến Hàn Hoang, bà ấy quen với việc điều khiển âm linh, lấy giấy làm nơi dung thân cho cô hồn giã quỷ. Do đó ma đạo lại nhiều thêm một quân đoàn vong linh. Mặc dù thực lực thấp, nhưng do thể chất vong linh đặc biệt, nên cũng là một loại chiến lực không thể xem nhẹ. Cả một ngày này, lúc tôi đang ở trên đỉnh núi Thanh Khâu cảm ngộ kiếm ý, đột nhiên cảm nhận được sự dao động từ ba đạo thần niệm cực kỳ mạnh mẽ truyền đến trên bầu trời phía nam. Một lát sau, nghe thấy Tạ Lưu Vân hướng thiên địa thần niệm truyền âm, nhân đạo Tạ Lưu Vân, cùng tiên đạo Mộ Dung Nguyên Duệ, giá tiên chi thủ Ngạo Hàn, đến bái hội ma đạo tổ sư. Trong một năm qua, danh tiếng của Tạ Lưu Vân như nhật trung thiên, tức là tiếng tăm lừng lẫy, vang dội, tôi ở Hàn Hoang cũng thường được nghe qua. Trong núi Vũ Nghệ hắn đã dùng kiếm chảm bách niên thi vương, tại hang quỷ Tây Vực diệt âm sát quỷ mẫu. Trong đạo môn đức cao vọng trọng, vượt xa thủ lĩnh tiên đạo giao trì cung chủ.
trong hạo kiếp nhân gian này là sự tồn tại sáng chói nhất, không có nghi ngờ gì. Đồng dạng quật khởi còn có Mộ Dung Nguyên Duệ, tu vi một ngày xa ngàn dặm, bây giờ đã là nửa bước thiên tôn. Có lời đồn rằng cô ấy nhận sự bảo hộ từ thần niệm của Cửu Thiên Huyền Nữ, tu đức là chiến thần chi đạo. Còn về Băng Long Ngạo Hàn, sau khi nhận được sự bảo hộ của thần niệm nữ oa, thực lực tăng vọt. Giã Tiên Thiên Hạ Quy Tâm, giờ đây số khí cũng vượt xa ma đạo. Nói đến tầm ảnh hưởng trên nhân gian, mỗi một người trong số ba người bọn họ đều mạnh hơn con rùa rụt cổ mang danh ma đạo tổ sư như tôi trong Hàn Hoang cổ địa này nhiều. Sau khi thần niệm Tạ Lưu Vân vang lên, tôi liền quay về thành Thanh Khâu để đi gặp Khương Tuyết Dương. Ba người bọn họ không ở nhân gian truyền đạo quy tụ lòng dân đi, đến Hàn Hoang này làm gì? Tôi hỏi, đoán chắc rằng có liên quan đến việc giải phong ấn ở cổ địa núi Không Minh, Nam Giang đấy. Khương Tuyết Dương nói, cổ địa núi Không Minh từng là đạo trường của cổ ma Bách Lý Xuân Thu. Một nửa là đấng tạo hóa, một nửa là huyền quan của Bách Lý Xuân Thu hóa thành. Cổ trùng lưu độc, tà thú xuất ma, một khi nhập thế làm loạn, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhân đạo trước đây đã từng phái một đạo binh tinh nhuệ gồm ngàn người đến cổ địa núi Không Minh thăm dò, toàn quân bị tiêu diệt. Tạ Lưu Vân tiến vào cổ địa cùng với thanh kiếm, khi quay lại toàn thân nhuốm máu. Kể từ lúc đó, cao nhân tiên đạo cũng từng đi tra xét, nhưng không dám tiến vào sâu. Ý cô là bọn họ đến để thỉnh ma đạo xuất binh. Tôi hỏi, không phải, chút ít người ngựa này của ma đạo không thể lọt vào mắt bọn họ được. Lần này bọn họ đến là vì cậu, vì tôi sao? Bách Lý Xuân Thu là người cuối cùng bị phong ấn trong cửu đại tà ma diệt thế, mà người phong ấn hắn cũng chính là ma đạo tổ sư năm đó. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 273, Lai Lịch của Phật Gia Một. Trong thời đại hỗn loạn, vạn tộc tranh bá, đạo đức suy sụp, người quỷ bất phân. Trong những ngày đầu của đạo Pháp, quần ma loạn vũ, ở nhân gian có vô số giáo phái tà ác được sinh ra cùng tam đạo. Trong số đó, Bách Lý Xuân Thu được mệnh danh cổ thần là người mạnh nhất, thành lập giáo phái cổ thần Tông ở Thập Vạn Đại Sơn tại Nam Cương. Dùng cổ trùng để kiểm soát tâm trí của người khác, số lượng tín đồ phát triển lên đến những 10 vạn. Ở thời đại hỗn loạn, nhân đạo, tiên đạo, ma đạo chỉ có duy nhất một lần liên thủ với nhau là để tiêu diệt cổ thần Tông. Trong trận chiến cuối cùng ở núi Không Minh, tiên đạo Ngọc Hoàng đã mượn phách thể để chiến đấu với thân thể tà ma cao trăm trượng của Bách Lý Xuân Thu. Đạo đức thiên tôn niệm chú làm phép để thanh tẩy ma ý, ma đạo tổ sư mang kiếm sát tiến vào huyền quan của Bách Lý Xuân Thu, tiêu diệt nguyên thần của hắn. Tuy thân thể Bách Lý Xuân Thu đã chết, nhưng huyền quan vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, có một nửa hòa thành một thể với thế giới chủ, hình thành nên núi Không Minh. Vì điều này mà trong núi Không Minh luôn lưu lại chút ý chí của cổ ma, truyền thuyết kể rằng đợi đến khi thời đại hỗn loạn một lần nữa xảy ra, ý chí cổ ma sẽ được đánh thức và trùng tụ với ma thân. Hiện tại thiên tôn không xuất hiện, thần minh quy vị, nếu như cổ ma thực sự trùng tụ với ma thân, nhân gian sẽ lâm nguy mất thôi. Người tiêu diệt nguyên thần của hắn là ma đạo tổ sư, nếu cổ ma sống dậy tất nhiên sẽ không buông tha cho ma đạo. Đoạn nhân quả này là do ma đạo tổ sư gieo xuống, theo lẽ thì tôi sẽ là người hoàn trả. Cho nên cổ địa núi Không Minh, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tự mình đi xem xét tình hình một chuyến. Cho dù ý chí cổ ma có sống lại thì muốn trùng tụ với ma thân cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm xong được. Tôi đoán lần này Tạ Lưu Vân đến tìm cậu cũng chỉ là muốn đến núi Không Minh thăm dò một phen, xem cổ ma chi lực mạnh yếu thế nào đó. Khương Tuyết Dương nói, nếu như vậy thì tôi đi cùng bọn họ một chuyến là được. Sau khi tôi và Khương Tuyết Dương đưa ra quyết định, liền đi đến gặp Tạ Lưu Vân. Sau một năm không gặp, thần niệm của Tạ Lưu Vân rõ ràng càng khí thế hơn nhiều. Tôi là chủ, hắn là khách, nhưng sau khi hắn đi đến đại điện, khách chủ đổi ngược, tôi hoàn toàn bị khí thế của hắn lấn át. Không chỉ có Tạ Lưu Vân cường thế như vậy, mà tên Băng Long Ngạo Hàn cũng mặt mũi kinh khi,
ánh mắt hắn nhìn tôi thập phần bất kính. Hắn ta vốn là hậu duệ băng giáp giác ma long oanh liệt của ma đạo, đã tách khỏi ma đạo làm thủ lĩnh của giã tiên, không những không biết xấu hổ, thậm chí còn vô cùng tự đắc. Mộ Dung Nguyên Duệ như cũ đeo mặt nạ thanh đồng băng lãnh trên mặt, nhìn không ra biểu cảm gì. Khí thế của cô ấy không mạnh như Tạ Lưu Vân, so với Ngạo Hàn thì lại 1:9:10. Nhìn thấy cô ấy tôi liền nhớ đến lời cô ấy nói, một khi mặt nạ được gỡ xuống, cô ấy sẽ tự tay giết chết tôi. Cho dù không có nhân quả năm đó, thì việc cô ấy là tiên đạo còn tôi là ma đạo, số mệnh chúng tôi đã định sẵn là kẻ địch của nhau. Dù là Tạ Lưu Vân hay là cô ấy, đều là người mà tôi không muốn trở thành kẻ địch. Tiếc rằng chúng tôi đều là quân cờ trên bàn cờ thiên đạo, không thể tự do hành động theo ý mình được. Nếu như không có tam đạo phân tranh, nếu như năm đó thiên đạo chỉ có một đạo cứu thế, thì tam giới sau này cũng đã không bị tác động, hàng tỷ sinh linh cũng đã không chịu ảnh hưởng bởi trận chiến phong thần rồi. Chỉ là nếu như chỉ có một đạo, sẽ là cai trị theo lối thuận theo tự nhiên, xếp hạng cao thấp, hay là hữu giáo vô loài đây. Có nghĩa thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không phải là ma đạo của tôi rồi. Phản đồ ma đạo, ngươi vậy mà vẫn còn mặt mũi đến thành Thanh Khâu sao? Lưu Phong Sương nhìn Ngạo Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không chỉ Lưu Phong Sương không giỏi che giấu tâm tư tức giận, mà người của hồ tộc Thanh Khâu cũng khinh khi Ngạo Hàn. Thấy người của hồ tộc Thanh Khâu lộ rõ vẻ tức giận đối với hắn, Ngạo Hàn cười khinh một cái, liền muốn bộc lộ. Ra uy áp của rồng, cơ thể vẫn chưa động đậy, chân mày đã cau lại. Trên sân luyện binh bên ngoài đại điện, A Lê tay kéo cung tên điêu khắc tròn như trăng rằm, tên trên dây đã điều hướng nhưng không bắn đi. Ngạo Hàn, nếu ngươi nghĩ phá quân không có ở đây mà dám làm cản ở thành Thanh Khâu này, thì có thể thử tên của A Lê. Khương Tuyết Dương lạnh lùng nói, tiễn của A Lê, Ngạo Hàn vẫn còn ấn tượng. Lúc đó, Liễu Như Thị dẫn 70.000 giã tiên công đánh thành Thanh Khâu, chính A Lê đã bắn tên từ núi Trung Nam, bắn gãy cả lệnh kỳ trong tay Liễu Như Thị. Luận về tu vi, A Lê có thể không phải là đối thủ của Ngạo Hàn, nhưng một khi đã bị A Lê khóa chặt thời cơ trước, dù là Tạ Lưu Vân thì cũng không nắm chắc phần thắng được đâu. Ngạo Hàn chỉ đến đây làm khách mà thôi. Ngạo Hàn thu liếm thần niệm, nhẹ giọng trả lời. Biết điều vậy thì tốt, Khương Tuyết Dương nói. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 274, Lai lịch của Phật Già Hai. Sau khi khách và chủ đều ngồi xuống, Tạ Lưu Vân vào thẳng vấn đề, đề cập đến sự việc cổ điện núi Không Minh. Bách Lý Xuân Thu mượn vu cổ để chứng đạo chưa thành, hóa thành ma quỷ tàn sát muôn dân, trong thời đại hỗn loạn không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh. Giờ đây núi Không Minh đã xuất thế, vừa hay ứng nghiệm dụ ngôn lúc đó. Nếu như để hắn trùng tụ ma thể, nhân gian tất sẽ gặp đại loạn. Tạ Lưu Vân nói, tôi đã biết chuyện này rồi, đạo hữu Lưu Vân trước khi đến đây chắc đã có chủ ý trước rồi, không biết có tính toán gì. Tôi nói, nguyên thần của Bách Lý Xuân Thu lúc đó đã bị ma đạo tổ sư một kiếm chảm diệt. Một khi xuất thế ắt là kẻ thù lớn sống chết của ma đạo, vẫn là thỉnh ma đạo cho người theo tôi đến núi Không Minh để thăm dò một phen. Tạ Lưu Vân nói, các ngươi định cho bao nhiêu người đi đến núi Không Minh? Tôi hỏi, lần này chỉ là đi thăm dò ý chí chi lực của cổ ma mạnh yếu ra sao, chỉ cần tinh nhuệ không cần số lượng nhiều, nhân đạo cử tôi, tiên đạo là Mộ Dung tiên tử, giã tiên do Ngạo Hàn đảm đương. Không biết ma đạo định sẽ cử ai, mặc dù hắn đang hỏi ma đạo định cử ai, nhưng nhìn qua trận tướng của bọn họ, ma đạo chúng tôi chỉ có tôi đi mới phù hợp thân phận. Như vậy thì, ba nhà đạo môn cử đi đều là người cầm cờ, còn Ngạo Hàn là thủ lĩnh giã tiên. Thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc, trận hảo kiếp này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Tạ Lưu Vân sẽ không nhân thời điểm này mà bày mưu hãm hại tôi đâu. Huống hồ bây giờ Thùy Hỏa không ở đây, trong thành Thanh Khâu người có tu vi cao nhất là tôi. Khương Tuyết Dương tuy không từng nói về cảnh giới tu vi hiện tại của cô ấy, nhưng cô ấy không thể rời khỏi Hàn Hoang, còn Bạch Hà Sầu mới chỉ là hợp đạo. Mà A Lê là át chủ bài của ma đạo,
chưa phải lúc thật sự cần thiết thì tôi không muốn để A Lê xuất tiễn. Có những người như vậy, đó, không cần phải thường xuyên ra tay để khiến người khác khiếp sợ, càng ra tay nhiều sẽ càng khiến kẻ thù hiểu rõ hơn mà thôi. Bắn tên từ núi Trung Nam, bắn gãy cờ lệnh của Liễu Như Thị, tiễn pháp như vậy đã khiến Ngạo Hàn vô cùng dè chừng, Tạ Lưu Vân cũng kiêng dè A Lê như vậy. Tôi cùng đi với mọi người vậy. Tôi nói, như vậy là tốt nhất, tình thế cấp bách, thỉnh mong đạo tổ thu thập hành trang, theo tôi lập tức xuất phát. Tạ Lưu Vân nói, trước khi đi, tôi cùng Khương Tuyết Dương, Bạch Hà Sầu và những người khác tạm biệt. Bọn họ vô cùng âu lo cho lần đi núi Không Minh này của tôi, nhưng cũng biết rằng tôi bắt buộc phải đi. Lần này ba nhà cử đi đều là người cầm cờ, nếu tôi không đi, Ma Đạo sẽ bị xem là yếu đuối, hèn nhát, không dám nhập thế ứng kiếp. Đúng lúc tôi chuẩn bị theo bọn họ thì Phật Gia đột nhiên xuất hiện, bảo có lời muốn nói với tôi. Tôi theo cô ấy đến phòng của cô ấy, sau khi vào phòng Phật Gia xé giải băng trên mặt. Phật Gia chỉ khi xem cờ mới để lộ tuệ nhãn, cho nên tôi không hiểu cô ấy đang muốn làm gì, cũng không nhìn vào mắt cô ấy. Sư huynh, cậu quay lại nhìn tôi đi. Phật Gia nhẹ giọng nói. Tôi xoay người nhìn vào mắt cô ấy, sau đó phát hiện tuệ nhãn như lưu ly vỡ vụn của cô ấy giờ đây biến thành một màu đen như mực. Sao mắt của cô lại thay đổi rồi? Tôi thất kinh hỏi. Có phải huynh vẫn hiếu kỳ tại sao tôi có thể nhìn thấu thế giới bên trong chấn hồn quan không? Phật Gia hỏi. Ừ, tôi gật đầu bởi vì đó giờ thứ tôi sở hữu vốn dĩ không phải là tuệ nhãn. Sư huynh, có thể đây là lần cuối tôi gọi cậu là sư huynh rồi. Sau khi cậu đi, có thể tôi cũng phải rời khỏi. Phật Gia nói cô ấy sẽ không đi ngay bây giờ, nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại đợi đến khi tôi từ núi Không Minh trở về. Cô muốn đi đâu? Tôi hỏi. Đi đến nơi mà tôi phải đến. Sau khi tôi đi, nhân gian sẽ không còn uy nhuy nữa, trên trời dưới đất cũng sẽ không còn uy nhuy nữa đâu. Phật Gia lặng lẽ nhìn tôi nói. Tôi trầm mặc một hồi, trả lời, có một nơi vẫn luôn có đó. Ở đâu? Trong tim tôi. Nói xong, tôi liền kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt. Có một số tình cảm tôi trước giờ chưa từng nhắc đến. Thực ra, từ lần đầu tiên trên thuyền tại Đàm Cửu Long bắt gặp tuệ nhãn của cô ấy, tôi đã động lòng vì cô ấy rồi. Trước giờ chưa có đôi mắt nào khiến tôi thương tâm đến vậy, nhưng lúc đó tôi đã quyết tâm cưới Thùy Họa rồi. Phần tình cảm này vẫn luôn chôn sâu trong tim tôi. Tôi chưa từng nghĩ sư huynh cũng thích tôi đó. Phật Gia gục trên ngực tôi nhẹ nhàng nói. Bây giờ cô đã biết rồi đấy. Nhưng tiếc rằng tôi vẫn phải đi. Tôi đến nhân gian là vì muốn hoàn trả món nợ nhân quả mà tôi nợ huynh. Uy Nhuy tuy rằng chưa làm việc gì cho huynh, nhưng đã cho huynh được mấy chục năm an ổn. Giờ đây hạo kiếp giáng thế, tôi cũng nên về làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Nhân vật lớn của âm ti là cô đúng không? Tôi hỏi. Ừ, Phật Gia không phủ nhận. Kỳ thực, khi Thùy Họa nói âm ti có nhân vật lớn đang ở nhân gian luân hồi, tôi đã đoán ra được là ai rồi. Cái mà Phật Gia sở hữu thực sự không phải là tuệ nhãn mà Biệt Bảo sử dụng. Đó chỉ là hiện tượng giả, cái cô ấy nắm giữ là đôi mắt U Minh. Đôi mắt U Minh động sát cửu U, như việc thiên đế nhìn xuống nhân gia vậy, thân phận của Phật Gia căn bản cũng không cần đoán. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 275, Rắn Lớn ở Đầm Lầy 1. Cái chết của Ma Đạo Tổ Sư ở Hoàn Hồn Nhai đến giờ vẫn luôn là một bí ẩn của Ma Đạo, bởi vì không ai biết vì sao Ma Đạo Tổ Sư lại muốn đến âm ti. Phá Quân vác đao đến âm ti một là vì muốn báo thù cho Ma Đạo Tổ Sư, hai là muốn điều tra rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết năm xưa của Ma Đạo Tổ Sư. Bây giờ nghe Phật Gia nói như vậy, tôi mơ hồ ngộ ra, việc năm xưa Ma Đạo Tổ Sư đi đến âm ti chắc chắn có liên quan đến Phật Gia. Sau khi Phật Gia trở về từ âm ti, ký ức của cô ấy lúc ở trần thế cũng bị xóa bỏ, giống như những gì cô ấy đã từng nói, từ giờ trở đi trên trời dưới đất sẽ không còn uy nghi nữa. Nếu có cũng chỉ là kẻ thù của Ma Đạo Tổ Sư, một trong số những thủ phạm hại chết Ma Đạo Tổ Sư. Sau khi từ biệt Phật Gia, tôi cùng đám người Tạ Lưu Vân xuất phát. Chúng tôi đi rất nhanh,
mỗi người đều có phép thần thông. Hai ngày sau, bốn người chúng tôi đã đến Nam Cương, tức là phía Nam Tân Cương. Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương từ xưa đã là cấm địa ở nhân gian, không chỉ có hiểm họa từ nọc độc của cổ trùng, mà còn có yêu thú hoành hành, không biết có bao nhiêu yêu thú hung tợn ẩn nấp ở đó. Lúc trước khi thành Thái Vân gặp nạn, những yêu thú đó chính là từ 100.000 ngọn núi này xông ra. Hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn vẫn như cũ, chỉ có thành Thái Vân đã sớm trở thành cát bụi của lịch sử. Cùng với sự gia tăng dân số, thành Thái Vân đã bị nhấn chìm bởi con người, vô số thành phố đã được xây dựng ở trên di chỉ năm xưa. Con người bành trướng quá nhanh, rất nhiều những thành phố biên giới bảo vệ những vùng quan trọng của loài người đều đã trở thành những thành phố nội địa với dân số tăng nhanh. Cũng chính vì như vậy, một khi Thập Vạn Đại Sơn gọi ra một loạt yêu thú như năm xưa, người bị thương e rằng phải lên tới con số hàng triệu. Ngay cả hiện tại khi tin đồn về việc cổ trùng truyền độc đã xuất hiện, vẫn còn rất nhiều thành phố tiếp giáp với Thập Vạn Đại Sơn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ vì không còn đường lui. Theo kho kinh ghi chép, vào thời Thái Cổ, thiên đạo và thần ma tranh đấu trong vũ trụ hư không. Có một tên ma đầu trước khi chết đã xông vào nhân gian, biến cơ thể yêu quái cả vạn trượng của mình thành Thập Vạn Đại Sơn. Từ đó về sau, Thập Vạn Đại Sơn liền trở thành cấm địa chốn nhân gian, chỉ nuôi dưỡng ma quỷ gian tà, chướng khí và nọc độc, trở thành kẻ thù của chúng sinh. Ngay cả vào thời điểm hưng thịnh nhất của đạo giáo, cũng không có ai dám phá hết Thập Vạn Đại Sơn này, bởi vì ma ý ở đây đến thiên đạo cũng chỉ biết thở dài, không thể nào trừ cỏ tận gốc. Ma cổ Bách Lý Xuân Thu chính bởi vì nhìn chúng điều này, nên mới dựng nên đạo trường ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Sau này, do cổ thần tông gây họa ở nhân gian, tam đạo mới bắt buộc phải liên thủ để chống lại. Thực ra tu vi của Bách Lý Xuân Thu không cao hơn của tam gia đạo tổ là mấy, chỉ là hắn ta mượn ma ý khổng lồ từ Thập Vạn Đại Sơn. Với lại lúc ấy đạo môn mới xuất hiện, vẫn chưa có nhiều cao thủ thiên tôn, thần linh cũng chưa quan tâm đến nhân gian. Khung cảnh lúc ấy giống với bây giờ một cách lạ kỳ, vào thời Mạt Pháp Thiên Tôn không xuất hiện, chư thần đều trở về trời. Nếu cổ ma lại xuất hiện trở lại, tam đạo cũng sẽ phải bó tay, chỉ có thể cùng nhau liên thủ lần nữa. Núi Không Minh nằm ở phía tây của Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương, hiện giờ biên giới của tộc người ở phía tây đã bị quốc gia phong tỏa. Các làng mạc và thị trấn xung quanh đều vắng lặng không một bóng người, chỉ cảm thấy được oán khí ngút trời, tử ý nồng đượm. Bây giờ là lúc chập choạng tối dễ gặp phải ma quỷ, nên chúng tôi không dám sơ suất, bèn đáp mây xuống một ngôi làng. Ngôi làng này đã đổ nát từ lâu, vừa vào đã ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết thối rữa. Nơi đây một năm trước từng có đại loạn, chính phủ lúc đó lấy cớ do lũ lụt thiên tai để che giấu. Bây giờ xem ra, cổ địa của núi Không Minh có lẽ đã bắt đầu bị gỡ bỏ phong ấn từ lúc đó rồi. Ngôi làng nhìn có vẻ không có gì khác lạ, nhưng thôn dân ở đây không phải do chuyển đi nơi khác, mà là tất cả đều bị cổ trùng giết chết. Hàng trăm thi thể không còn máu thịt, đến xương đều chuyển thành màu đen quỷ dị. Những ngôi làng giống như thế này vẫn còn rất nhiều, tính sơ những tộc người chết vì cổ trùng có lẽ phải lên đến cả chục ngàn rồi. Sau khi ý chí của cổ trùng thức tỉnh, muốn ngưng kết thành yêu thể, nó cần hút huyết khí từ vật sống, cũng giống như việc ong hút mật vậy. Thả ra vô số cổ trùng hút lấy huyết khí, sau đó đem số huyết khí đó trở về núi Không Minh cho ý chí của ma cổ hấp thụ và tu luyện để ngưng kết thành yêu thể. Không chỉ mỗi nhân loại gặp phải tai ương, mà tất cả những sinh linh nhỏ bé ở Thập Vạn Đại Sơn đều sẽ trở thành vật tế, chỉ có những kẻ mạnh cùng giống loài mới có thể tiếp tục sống sót. Mục đích chuyến đi này của chúng tôi là để xem trong núi Không Minh rốt cuộc còn bao nhiêu tàn lưu ý thức của ma cổ. Có phải tất cả đều đã thức tỉnh không? Và Bách Lý Xuân Thu có phải đã bắt đầu ngưng kết yêu thể rồi không? Lúc này trời đã tối đen, chúng tôi không tiếp tục đi đến núi Không Minh mà ở lại ngôi làng đổ nát này để tĩnh dưỡng. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 276, Rắn Lớn ở Đầm Lầy 2. Ngày thứ hai sau khi trời sáng,
chúng tôi tiếp tục lên đường đến núi Không Minh. Đang đi trên đường, trên trời bỗng có một tầng mây đen bay đến, nhìn kỹ mới phát hiện đây là một đàn rơi đen hung ác, số lượng khó có thể đếm được. Cổ ma Bách Lý Xuân Thu rất giỏi trong việc điều khiển độc trùng gây hại, năm ấy khi Tam Đạo tấn công Cổ Thần Tông. Hắn từng tạo ra sát trận với hàng vạn con rơi, không biết bao nhiêu đệ tử của đạo môn đã chết trong trận đó. Nhìn cả bầy rơi đen lúc này, chắc là đang đến nhân gian hút máu đây. Thấy vậy, Tạ Lưu Vân liền dứt khoát tế lên thanh kiếm cái Tam Ngũ Trảm Tà, nói, ngăn bọn chúng lại, nếu bọn chúng xông vào nhân gian không biết sẽ tàn sát bao nhiêu bách tính nữa. Nói xong Tạ Lưu Vân liền ra tay, song kiếm hợp bích, kiếm khí trực tiếp chém về phía đám mây đen kia, trên không trung liền rơi xuống một trận mưa máu màu đen. Đàn rơi bị kiếm khí quấy nhiễu, lập tức quay lại bổ nhào về phía chúng tôi. Tướng mạo của đàn rơi đen vô cùng xấu xí, mỗi con to tầm lòng bàn tay, tụ vào nhau dày đặc, chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dần. Chúng phát ra tiếng kêu kỳ dị inh tai nhức óc. Tiếng này nối tiếp tiếng kia, tạo thành một làn sóng âm, tấn công trực tiếp vào ngũ quan lục thức của con người. Chúng còn chưa tới gần, lòng tôi đã dâng lên cảm giác ghê tởm tới muốn buồn nôn. Phản ứng của Mộ Dung Nguyên Duệ là mạnh nhất, cô ấy là con gái. Đối với những sinh vật nhỏ bé xấu xí như thế này là mẫn cảm nhất. Sợ rắn sợ chuột là bản năng của phụ nữ, nên cô ấy nhìn không nhịn được mà liên tục lùi về sau. Tiên tử xin đừng sợ, để Ngạo Hàn giết hết bọn chúng. Nói xong Ngạo Hàn liền biến thành nguyên hình băng long màu xanh lam nhạt với thân dài khoảng 30, to 7 thước uốn mình bay lên trời, xông về phía đàn rơi đen cùng một tiếng gầm. Người xưa nói rất hay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Uy lực của long tộc vừa phát ra, lập tức kinh sợ hàng ngàn con rơi khiến chúng run sợ mà lũ lượt rơi xuống đất. Lúc này kiếm khí của Tạ Lưu Vân vẫn đang tung hoành, không hề kiêng dè vung kiếm chém giết trong bầy rơi, cơn mưa máu màu đen ô uế liên tiếp nổ tung trên không trung. Tôi cũng ra tay vào lúc này, Ngạo Hàn dùng tiếng gầm của rồng để tấn công trận của đàn rơi đen. Tạ Lưu Vân dùng thanh kiếm cái Tam Ngũ Trảm Tà chém chết đám rơi đen trên không trung. Toàn bộ những con rơi rơi xuống đất này đều do tôi chém chết. Tu hành cùng với A Lê, tiến bộ lớn nhất chính là tốc độ xuất kiếm của tôi. Lúc bấy giờ số lượng rơi tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức dày kịt như mưa. Kiếm khí của tôi còn chưa phóng ra, chỉ dùng thanh vấn thiên đã có thể đâm xuyên qua tim chúng trước khi chúng rơi xuống rồi. Một lúc sau, toàn bộ đàn rơi đen đều bị ba chúng tôi giết sạch không còn một con. Trong đó hơn nửa là chết bởi kiếm khí của Tạ Lưu Vân và hơi thở băng giá của băng long Ngạo Hàn, số tôi giết còn chưa bằng một phần. Tiếp tục lên đường, Tạ Lưu Vân dẫn đầu, còn tôi theo sát phía sau. Ngạo Hàn vì muốn thân thiết với Mộ Dung Nguyên Duệ nên đi cùng với cô ấy ở phía sau. Sau khi đã đi khoảng nửa giờ, chúng tôi đi đến một đầm lầy trước mặt. Diện tích đầm lầy rộng đến mức phóng mắt nhìn không thấy biên giới, không ngừng sủi lên bọt khí hôi thối. Bong bóng sủi lên, tạo thành một tầng mây vàng trên trời. Mây vàng là do chướng khí tạo nên, nơi này không thể ngự không, chúng ta phải lội nước đi qua thôi. Dưới đáy đầm lầy vô cùng nguy hiểm, hôm ấy khi tôi thăm dò núi Không Minh đã bị một con rắn nhiều màu tấn công. Tạ Lưu Vân nói, mùi hôi từ đầm lầy vô cùng khó chịu, nhưng vì sợ quấy nhiễu độc trùng ở dưới đáy nên chỉ có thể tiến lên từ từ. Mặc dù chúng tôi đã hết sức cẩn thận, nhưng khi đi được nửa đường vẫn kinh động tới hung thần phía dưới. Một con rắn lớn sặc sỡ từ dưới đầm lầy bò lên, đầu ngẩng cao, hình dáng không khác mấy so với thú thân của Thường Nhị Lang lúc đầu, thần thức còn mạnh hơn hắn mấy phần. Con rắn từ phía xa bơi nhanh về phía chúng tôi, hai con mắt khổng lồ tỏa ra ánh sáng âm u màu xanh lá, miệng phát ra tiếng rít khè khè. Lại là nó. Hôm đó bị kiếm của tôi đả thương, không ngờ nhanh như vậy đã khôi phục sức mạnh rồi. Nghe Tạ Lưu Vân nói vậy, tôi mới nhận ra rằng trên thân rắn quả thực có vài chiếc vảy mới mọc ra. Khi đó ngươi không giết chết nó à? Tôi bèn hỏi. Tôi sợ quấy nhiễu đến nhiều tà linh, nên lúc xuất kiếm có chút dè dặt, không ngờ nó ra thô thịt dày, kiếm khí chỉ có thể đả thương mấy tấm vảy của nó. Lưu Vân sư huynh, nếu như lần trước huynh đã làm nó bị thương thì lần này nhìn thấy huynh lẽ ra nó phải trốn đi mới đúng,
vì sao nó vẫn dám xuất hiện vậy? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Con gái quả nhiên là kỹ tính, mặc dù không nói nhiều nhưng vừa hỏi đã đánh trúng trọng điểm. Ngay khi cô ấy vừa nói xong, tôi liền cảm thấy một trận chấn động từ dưới đáy đầm lầy truyền tới, tiếp đó là vô số chỗ nhô lên khắp nơi to lớn như đồi núi. Sau đó, không biết bao nhiêu rắn từ trong đó chui ra, tất cả đều có cùng kích thước với con rắn ban nãy, ước chừng bằng mắt phải tầm 100 con. Hàng loạt những con rắn lớn tập hợp và đồng loạt bò lên, rất nhanh đã vây lấy 4 người chúng tôi. Một con bất kỳ cũng tương đương với thú thân kỳ cổ của Thường Nhị Lang lúc trước, bây giờ hàng 100 con rắn cùng ra khỏi hang. Chỉ cần bị bọn chúng nhìn chằm chằm bằng con mắt xanh biếc thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 277, Chiến Thần Chi Đạo 1. Không ngờ rằng chúng tôi còn chưa đến núi Khổng Minh thì đã gặp phải nguy hiểm đến sinh mạng. Ngay cả cao thủ như Tạ Lưu Vân cũng mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Sao ở đây lắm rắn vậy? Tôi hỏi. Theo ghi chép của Kho Kinh, trong Thập Vạn Đại Sơn có một tộc rắn ba xà, đâm lầy trước mặt này có lẽ là chỗ ở của bọn chúng. Tạ Lưu Vân đáp. Rắn ba xà có 5 màu, xanh, đỏ, đen, vàng, tím. Thông thường chỉ có 2 màu đen và tím. Khi tức giận đầu rắn sẽ càng đỏ hơn. Lúc nhả ra khí độc, phần bụng của nó sẽ xuất hiện màu xanh rực rỡ. Những con rắn trước mặt sặc sỡ nhiều màu, chắc chắn là rắn ba xà rồi. Rắn ba xà khác với trường tiên liễu tiên của giã tiên ở quan ngoại. Chúng không tu đạo cũng không tích công đức, chỉ dựa vào hút huyết khí của sinh linh để tu luyện thành nguyên hình thú thân. Mặc dù không biết phép thần thông, nhưng vì bị nhiễm ma thuật ở Thập Vạn Đại Sơn, chúng căm ghét tất cả sinh linh, sát niệm còn ghê gớm hơn cả xà yêu. Nếu thật sự đánh nhau, xà yêu cùng cảnh giới của giã tiên quan ngoại chắc chắn không phải là đối thủ của rắn ba xà. Lúc này chúng tôi đã bị chúng bao vây trùng trùng, trên trời dưới đất đều không còn đường lui, chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng. Mộ Dung Nguyên Duệ vì đeo mặt nạ đồng nên không thể nhìn ra biểu cảm gì, còn Ngạo Hàn thì vẫn kiêu ngạo như cũ. Hắn thân là băng long, sẽ không bị thần niệm của xà ma áp bức, cho nên áp lực mà hắn chịu cũng sẽ không nặng nề như chúng tôi. Hơn nữa, huyết mạch của rồng là thứ mà bách độc đều không thể xâm phạm, tất nhiên là mạnh hơn 3 người chúng tôi nhiều rồi. Lúc này, ba xà mặc dù bao vây không công kích chúng tôi, nhưng trong miệng chúng lại bắt đầu nhả ra làn khí độc màu xanh. Khí độc dày đặc, từng đợt một ập về phía chúng tôi. Cơ thể hóa thánh chỉ có thể làm sức sống đột phá cực hạn, nhưng không thể ngăn cản khí độc xâm nhập vào cơ thể. Loại khí độc này xanh biếc u ám, không cần nghĩ cũng biết là vô cùng đáng sợ rồi. Vào lúc tôi đang vì chuyện này mà ảo não, liền nhìn thấy Mộ Dung Nguyên Duệ lấy ra một chiếc bình sứ trắng như tuyết và đổ ra 2 viên đan hoàn. Cô ấy tự mình uống 1 viên, sau đó nói với Tạ Lưu Vân, đây là tuyết phách thanh linh đan của Côn Lôn, người cũng uống 1 viên đi. Tiên đạo Côn Lôn rất giỏi trong việc luyện đan, tuyết phách thanh linh đan được chế tạo từ xương của hoa tuyết liên, sau khi uống sẽ khiến bách độc bất xâm, có ngàn vàng cũng khó mua được nó. Tạ Lưu Vân không khách khí cầm lấy nuốt luôn, sau khi cảm ơn liền hỏi, Mộ Dung tiên tử, đan dược này chỉ có 2 viên thôi sao? Mộ Dung Nguyên Duệ đáp lời, sau đó liền tiện tay vứt luôn bình sứ vào trong đầm lầy. Cô ấy vứt cũng không xa lắm, vừa đúng 1 trượng trước mặt chúng tôi. Tạ Lưu Vân nháy mắt với tôi hiểu ý của hắn, hắn muốn tôi vớt bình sứ kia lên. Côn Lôn trước giờ chưa từng thiếu tiên đan linh dược, trong bình sứ kia chắc chắn còn tuyết phách thanh linh đan, chỉ là Mộ Dung Nguyên Duệ ghi thủ tôi nên mới không chịu đưa cho tôi uống mà thôi. Lúc này khí độc đã sắp tràn vào cơ thể, tôi cũng không để ý mặt mũi gì nữa. Tôi lội về phía trước, dùng kiếm vấn thiên lôi chiếc bình lên trước khi nó sắp bị bùn đất nuốt lấy. Mở nút, chai ra, quả nhiên bên trong vẫn còn sót lại không ít tuyết phách thanh linh đan, tôi lấy 1 viên ra rồi nuốt xuống. Biết đây là đan dược quý hiếm, tôi bèn cất bình sứ vào lòng. Không lo việc nhà không biết củi gạo đắt, hiện giờ nền tảng ma đạo đã không còn, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu.
Đừng nói không có loại đan dược quý hiếm như tuyết phách thanh linh đan, đến đan dược trị thương bình thường cũng cực kỳ khan hiếm rồi. Thấy tôi nhặt bình của cô ấy lên, Mộ Dung Nguyên Duệ khinh thường nhìn tôi nói, trước đây cũng biết người vô liêm sỉ, không ngờ sau khi trở thành ma đạo tổ sư người vẫn không biết tự ái như vậy. Tuy rằng tôi đã trả xong món nợ với cô ấy ở đảo Bồng Lai, nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt của cô ấy dưới chiếc mặt nạ bằng đồng, lòng tôi lại nhói lên âm ỉ. Thế nên trước sự nhạo báng của cô ấy, tôi chỉ có thể làm ngơ. Bọn rắn ba xà phun độc một hồi lâu, thấy chúng tôi đứng im không động liền nổi cơn thịnh nộ, đầu rắn ngày càng đỏ rực. Chúng rít lên từng hồi, trườn về phía chúng tôi. Vảy của rắn ba xà rất chắc chắn, lúc trước với kiếm khí của Tạ Lưu Vân cũng chỉ đả thương mấy tấm vảy của nó. Hiện giờ đối mặt với hàng trăm con rắn vây quanh tấn công, mọi người đều không dám sơ suất. Tạ Lưu Vân song kiếm hợp bích, kiếm hùng thư tam ngũ trảm tà tỏa sáng rực rỡ. Bởi vì không gian có hạn nên băng long ngạo hàn không thể ngự không, chỉ có thể chiến đấu dưới hình dạng con người, dùng sức mạnh của tiên thiên quý thủy biến thành một con dao hai lưỡi bằng băng dài ba thước. Mộ Dung Nguyên Duệ tuy rất ghét đàn rơi đen nhưng không hề sợ rắn ba xà. Lúc này cô tế lên pháp kiếm, ngưng kết ra cả pháp thân. Tôi và Tạ Lưu Vân đều nhập đạo bằng kiếm và đi trên con đường thánh hóa cơ thể, còn Mộ Dung Nguyên Duệ lại từng bước ngưng tụ nguyên thần để hợp đạo, thế nên chỉ có cô ấy mới có pháp thân. Pháp thân của cô ấy cực kỳ đặc biệt, pháp thân của cao thủ bình thường hợp đạo giống hệt bản tôn, còn pháp thân của cô ấy thì khác xa bản tôn. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 278, Chiến Thần Chi Đạo 2. Bản thân Mộ Dung Nguyên Duệ đang mặc một chiếc đạo bào trắng như tuyết, nhưng pháp thân của cô ấy lại là một thân lưu hỏa, chỉ có trên mặt đeo cùng một chiếc mặt nạ đồng. Mộ Dung tiên tử, xin hỏi cô thuộc đại đạo nào? Tạ Lưu Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thân của Mộ Dung Nguyên Duệ, kinh ngạc hỏi. Chiến thần chi đạo, Mộ Dung Nguyên Duệ bình thản đáp, nói xong còn vô ý liếc tôi một cái. Có tin đồn rằng Mộ Dung Nguyên Duệ đã vào điện của chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ để tu hành và còn nhận được sự chiếu cố từ thần niệm của Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này nghe cô ấy nói đạo mà mình hợp là đạo chiến thần, mới biết rằng lời đồn đại không phải là giả. Cửu Thiên Huyền Nữ là một trong những chủ thần được tiên đạo kính trọng, nắm giữ quản lý binh bộ của Thiên Đình. Trong trận chiến phong thần, thống binh phá quân đánh đâu thắng đó, nhưng chỉ bại dưới mỗi Cửu Thiên Huyền Nữ. Quân binh cũng xảo trá. Đặc điểm lớn nhất của chiến thần chi đạo là ngũ hành viên mãn, chiếm hết thiên thời địa lợi. Cửu Thiên Huyền Nữ bản tôn có thể điều khiển tiên thiên mậu thổ chi khí, có thể ngưng tụ thành tứ đại pháp thân. Lần lượt điều khiển tiên thiên canh kim, tiên thiên quý thủy, tiên thiên ly hỏa, tiên thiên ất mộc. Một người có thể tạo thành tiên thiên ngũ hành trận, sức chiến đấu tuy không bằng phá quân, nhưng nhờ vào tiên thiên ngũ hành trận nhiều lần vây khốn phá quân. Đợi đến lúc phá quân dùng nhất pháp diệt vạn pháp thoát ra ngoài, binh sĩ dưới trướng đã bị đại quân của Cửu Thiên Huyền Nữ tiêu diệt không còn một mống. Hiện giờ Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn chưa trở thành bản tôn, nhưng đã nhất pháp song tương thể hiện thiên phú kinh người. Bản tôn sát khí bức người, hiển nhiên là đang thao túng tiên thiên canh kim. Pháp thân lưu hỏa nghe thường sở dĩ có cảm giác như thần hồn bị đốt cháy, là vì cái mà nó thể hiện chính là dáng vẻ của ly hỏa. Tạ Lưu Vân nghe cô ấy nói ra bốn chữ chiến thần chi đạo, khẽ thở dài một tiếng, nói, chiến thần chi đạo là một trong những đại đạo mạnh nhất, Mộ Dung sư đệ thật là có cơ duyên. Người cũng đâu có kém, kiếm trung Nam Sơn khiến Phù Vân cũng phải kinh sợ, đại đạo mà ngươi hợp e là cũng không kém kiếm tiên của Lữ Thuần Dương năm đó là bao, đúng không? Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Tạ Lưu Vân cười khẽ, hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Trong lúc Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ người hỏi người đáp thì lũ rắn đã xông đến trước mặt chúng tôi. Con rắn bị Tạ Lưu Vân đả thương lúc trước bật lên không trung và lần nữa lao về phía hắn. Lần trước Tạ Lưu Vân đả thương nó vẫn chưa dùng hết sức, lần này ra tay dứt khoát không hề do dự, kiếm khí của Thanh Thư Hùng Tam Ngũ Trảm Tà bộc phát,
vung kiếm chém ngang. Chỉ nghe một tiếng bụp lớn vang lên, con rắn đã bị hắn chặt mất đầu trên không trung, máu tươi hôi tanh liền tuôn ra như thác. Xác rắn vừa rơi xuống nước đã bị những con rắn khác nuốt chừng. Cảnh tượng này khiến chúng tôi không dám nhìn, không ngờ ba xà lại độc ác như vậy. Sau khi con ba xà mà Tạ Lưu Vân giết bị ăn sạch chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng, tiếp tục lại có con ba xà khác tấn công chúng tôi. Tuy rằng ba xà sau khi nhập ma đã không còn sợ chết, nhưng vẫn sót lại ý thức trốn tránh nguy hiểm. Kiếm khí của Tạ Lưu Vân quá mạnh, thêm ngạo hàn mang trên mình sự áp bức của long tộc, thế nên mục tiêu công kích mà chúng lựa chọn lần này là pháp thân ly hòa của Mộ Dung Nguyên Duệ. Ba con rắn đồng thời phóng lên cao, nhào về phía pháp thân của Mộ Dung Nguyên Duệ mà cắn xé. Mộ Dung Nguyên Duệ cười lạnh, thanh kiếm pháp sư trai tráng trong tay bắt đầu bùng lửa, miệng hét lên, liệt diễm phấn thân, long tức. Từ kiếm hỏa diệm truyền ra một tiếng gầm cực lớn, sau đó trên mũi kiếm ngang nhiên xuất hiện một cái đầu rồng, nó phun ra ngọn lửa lớn hình quạt thiêu đốt ba. Con rắn kia, ba xà chỉ bị thu hút bởi màu đỏ, đâu có biết rằng thân nữ nhi nhìn có vẻ yếu mềm này lại có thể điều khiển tiên thiên ly hỏa chi khí. Chúng không thể tránh khỏi bị tiên thiên ly hỏa đốt cháy thân rắn. Tiếng kêu thảm thiết lũ lượt vang lên, chúng vội vàng lao vào trong nước để cố gắng dập tắt ngọn lửa trên mình. Nhưng tiên thiên ly hỏa vừa chạm vào đã bén lửa ngay, quý thủy làm sao có thể dập được lửa, cho dù đã lặn xuống bùn thì chúng vẫn liên tục rít lên thảm thiết. Sau hai lần thất bại, cả bầy ba xà đã nổi giận, chúng đồng loạt nhảy sổ lên sông về phía bốn người chúng tôi. Kiếm khí của Tạ Lưu Vân vô cùng phóng khoáng, một mình hắn có thể dễ dàng chặn bọn rắn ở hướng bắc lại. Còn cây thương ba đầu hai dao bằng băng trong tay Băng Long Ngạo Hàn khua nhanh đến mức gió không lọt nổi. Hơn nữa hắn còn mang huyết mạch của Băng Long, trời sinh đã có thần lực, chắc chắn hắn cũng có thể ngăn chặn công kích của ba xà từ phía nam. Pháp thân của Mộ Dung Nguyên Duệ đã bị ba xà phá vỡ sau khi liên tiếp thi triển hai lần thuật pháp ly hỏa. Pháp thân đã bị phá nhưng bản tôn vẫn không bị ảnh hưởng, cô ấy tế kiếm và đọc khởi lôi quyết. Sấm sét có 5 loại, lần lượt là ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi và mậu thổ minh lôi. Mộ Dung Nguyên Duệ bản tôn có thể điều khiển tiên thiên canh kim, thứ cô ấy triệu hồi cũng chính là canh kim kiếp lôi sáng rực rỡ. Vì cô ấy đang đứng ở phía tây nên canh kim kiếp lôi cũng từ phía tây đến. Bọn ba xà bị từng đợt sấm đánh chết đang thống thiết rít lên không dứt. Chỉ có duy nhất tôi ở phía nam là phải tốn nhiều sức nhất để đối phó với bọn ba xà. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyệnđọcviệt.com. Chương 279, Cổ Vương Ngàn Mắt Một. So với ba người bọn họ, tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất. Cảnh giới của tôi không bằng Tạ Lưu Vân, kiếm khí của hắn sắc bén đến mức có thể xuyên qua lớp vảy của ba xà. Còn nếu tôi muốn làm được như vậy, chỉ có thể liên tiếp sử dụng chiêu thất sát kiếm, mở ra một vùng kiếm khí may ra mới làm được. Đám ba xà bao vây tấn công khiến tôi không có cơ hội tung ra liên hoàn chiêu, hơn nữa kiếm của tôi cần phải di chuyển. Đạo môn dùng kiếm nhập đạo nên không trọng chiêu thức kiếm. Nhưng thất sát kiếm của tôi được tạo ra từ sự kết hợp trong kiếm pháp của võ đạo. Cho nên cần phối hợp với vị trí của kiếm chiêu mới có thể phát huy sức mạnh. Lúc này bốn người chúng tôi mỗi người trấn thủ một phương. Nếu tôi thường xuyên di chuyển, ba xà chắc chắn sẽ tấn công ba người họ từ phía sau hoặc bên cạnh. Sức chiến đấu của ba xà tương đương với đỉnh cao hợp đạo, trừ Tạ Lưu Vân ra. Ngạo Hàn và Mộ Dung Nguyên Duệ đều không thể địch lại quân địch bao vây tứ phía. Ở nơi Hàn Hoang tôi đã có những nhận thức hoàn toàn mới về kiếm, tôi đắm chìm trong kiếm ý của võ đạo đến mức không thoát ra được, đến Khương Tuyết Dương cũng nói rằng kiếm của tôi chịu ảnh hưởng lớn từ võ đạo. Có xu hướng bỏ gốc lấy ngọn, nhưng tôi luôn tin rằng mình có thể kiến tạo một con đường mới khác với những người đi trước. Nếu đã không thể xuất thất sát kiếm liên hoàn chiêu, tôi muốn thử uy lực của kiếm ý hiện tại của tôi. Kiếm ý là sự hiểu biết về căn nguyên của kiếm, hiểu biết càng nhiều thì kiếm ý càng mạnh. Căn nguyên này chỉ thuộc về kiếm, có sự cao quý của kiếm, sự kiêu ngạo của kiếm,
sự sắc bén của kiếm và chủ tâm của kiếm. Sau khi kiếm khách đã hoàn toàn hiểu về kiếm, kiếm chiêu sẽ trở nên không còn quá quan trọng nữa. Tùy ý xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm cũng có thể tiêu diệt địch. Điều đó không có nghĩa là sau này tôi có thể từ bỏ thất sát kiếm xuất kiếm vô hối. Đoạt hết sát cơ của thiên địa, nó sẽ còn là con át chủ bài của tôi trong một thời gian dài sắp tới. Trừ khi ngày nào đó tôi có thể nắm vững toàn bộ quy luật của thất sát, lúc đó tùy ý xuất kiếm cũng có thể phát huy sức mạnh của kiếm đến cực đỉnh. Lúc này khi đối mặt với sự bao vây tấn công của ba xà, tôi đã từ bỏ việc thi triển thất sát kiếm, mà thôi thúc phát ra kiếm ý của huyền quan để đánh giáp lá cà với ba xà giống như kiếm khách của võ đạo, tập trung đánh vào đôi mắt và trái tim của chúng. Cận chiến với ba xà là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. May rằng lúc trước tôi đã uống tuyết phách thanh linh đan, nếu không chỉ cần chúng phun nọc độc thôi cũng đủ khiến tôi mất mạng rồi. Đôi mắt cực to của ba xà khi bị mũi kiếm xuyên qua liền trào ra huyết thanh màu xanh biếc, bắn tung tóe lên khắp đầu và mặt tôi. Chỉ con mắt bị thương thì ba xà sẽ không chết. Lực đạo va đập vào người tôi mạnh đến mức tuy thân thể đã hóa thánh cũng không thể chịu nổi. Ba xà có thể nuốt được một con voi, miệng rắn mở ra chu vi một trượng. Nếu tránh không kịp thì cả người và kiếm của tôi đều sẽ vào bụng rắn, sau đó từ trong bụng xông ra ngoài. Cứ như vậy, tôi liều mạng tranh đấu với ba xà, vừa phải cố gắng né đòn tấn công của chúng, vừa phải nghĩ cách tìm ra chỗ hiểm và một đòn kết liễu chúng. Tuy rằng tình hình cuộc chiến đang rất thê thảm, toàn thân đã có vô số vết thương, nhưng tôi vẫn luôn cắn răng cố thủ tại trận không chùn bước, không để con xà ba nào từ chỗ tôi xông vào trong. Càng đánh càng thành thục, nhận thức về kiếm ngày càng được mở mang. Tốc độ xuất kiếm của tôi ngày càng nhanh và chính xác hơn, những loại kiếm ý võ đạo khác nhau đều có thể tùy ý xuất chiêu. Kiếm tung ra, lúc thì hoa nở phú quý, lúc thì lưu hương suốt đêm, nên hãy để từng bông hoa của sự giết chóc được nở rộ. Cũng may tuyết bao phủ huyền quan của tôi, kiếm ý không còn bị thiếu hụt như trước, có thể nói là lấy không hết dùng không cạn. Lúc giết chết con ba xà cuối cùng, tôi phát hiện cả ba người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. Này, Tạ Lan, không ngờ ngươi lại theo đạo vũ song tu, bây giờ ta càng hối hận rồi. Tạ Lưu Vân thở dài một cách nặng nề nói. Tôi hiểu hắn ta tiếc nuối điều gì, bởi vì tôi là người được chọn để kế thừa mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư. Không chỉ Tạ Lưu Vân lộ rõ sự nuối tiếc, đến ánh mắt mà Ngạo Hàn nhìn tôi cũng chứa mấy phần sát ý, chỉ có Mộ Dung Nguyên Duệ đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Tôi dùng ống tay lau đi vết bẩn trên mặt, sau đó tiếp tục đi với họ. 2 giờ sau cuối cùng chúng tôi cũng đến được núi Khổng Minh. Núi Khổng Minh bị làn sương mù màu đen bao phủ, từ xa nhìn vào liền có thể cảm thấy được một luồng tà khí. Thay vì gọi đây là một ngọn núi, chi bằng gọi là một khu rừng đá. Đỉnh núi cao chót vót giống như con quay màu đen cắm vào mây đen trên trời. Trên thân núi còn có vô số hố hốc lớn nhỏ dày đặc. Lớn thì như cái hang, nhỏ thì chỉ bằng lỗ cây kim. Lúc đầu đạo trường của cổ thần Tông chính là ở trong huyết luyện thâm uyên sâu trong rừng đá này. Nơi đây có tất cả 72 đỉnh, mỗi đỉnh núi đều có vô số trùng cổ ký sinh, giống như đàn ong đang bảo vệ vực sâu huyết luyện. Tạ Lưu Vân nói. Trước khi đến đây tôi đã nghe một tiền bối trong tiên đạo nhắc đến. Mỗi một đỉnh trong số 72 đỉnh núi này đều được bảo vệ bởi một cổ vương có sức mạnh tương đương với cảnh giới của nửa bước thiên tôn. Chưa kể dưới trướng chúng còn có hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng tà ác ký sinh, không phải đại quân thì khó mà diệt hết, Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 280, Cổ Vương Ngàn Mắt 2. Nếu hôm nay chúng ta đã tới đây rồi, chắc chắn phải đi vào vực sâu huyết luyện xem rõ ngọn ngành. Chút nữa mọi người nhớ phải thu lại thần niệm, cẩn thận tiến lên, chỉ cần kinh động tới bất kỳ một trùng vương nào trong 72 đỉnh núi này, chúng ta cũng sẽ khó mà giữ được mạng. Trong núi Không Minh bị sự im lặng chết chóc bao phủ, tối tăm mịt mù. Chúng tôi đi qua giữa những đỉnh núi, cố nín thở, thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau,
Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng tôi vẫn có cảm giác bị một hung thú nào đó nhìn chằm chằm, cứ như có người đang ở trong bóng tối thầm theo dõi tôi. Sau khi vượt qua ba đỉnh núi, chúng tôi phát hiện thi thể của một người tu hành, từ bộ quần áo tàn tạ, Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhận ra đây là người thuộc tiên đạo của cô ấy. Ngày trước từng có tất cả 7 vị cao nhân nửa bước thiên tôn đến núi Không Minh để điều tra, chỉ có Thiên Sơn Bạch Vân đạo nhân là không quay về, không ngờ là bị rơi xuống nơi này. Mộ Dung Nguyên Duệ buồn bã nói, khác với những dân làng bị giết bởi cổ trùng, da của Bạch Vân vẫn y nguyên như cũ, chỉ có máu là không còn, làn da hiện lên màu tím đậm. Hai mắt của hắn mở to, chết không nhắm mắt. Mộ Dung Nguyên Duệ không nhẫn tâm nhìn, liền vuốt mắt giúp hắn. Ngay khi đôi tay trắng ngần của cô ấy vừa chạm vào má Bạch Vân đạo nhân thì hai con ngươi đang trừng to của hắn bỗng nhiên lăn ra khỏi hốc mắt. Mộ Dung Nguyên Duệ bị dọa nên không kìm được hét lên một tiếng. Xung quanh lập tức truyền tới vô số cảm giác thần niệm, sát cơ bắt đầu ngưng tụ, không biết đã kinh động biết bao hung thú. Ngay khi chúng tôi trở nên cảnh giác để nhận biết nguy hiểm đến từ đâu, thi thể của Bạch Vân đạo nhân đang nằm trên đất đột nhiên bắt đầu run nhẹ. Sau đó chúng tôi thấy vô số côn trùng màu đen bỏ ra từ hốc mắt của hắn, tiếp đó cùng lúc phun ra từ mũi và miệng. Côn trùng ồ ạt trào ra, lít nha lít nhít, chỉ nhìn thôi cũng tê dần cả da đầu. Mộ Dung Nguyên Duệ hoảng hốt, theo bản năng niệm chú kim quang. Nơi này tối đen một vùng, kim quang lóe lên vô cùng bắt mắt, từ trong bóng tối truyền tới vô số tiếng sột soạt. Xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều chấm đỏ, từng đôi từng cặp. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh của ngọn núi gần chúng tôi nhất, một luồng thần niệm vô cùng mãnh liệt và mạnh mẽ tới quan sát chúng tôi. Biết mình đã phạm sai lầm, Mộ Dung Nguyên Duệ liền nhanh chóng thu lại kim quang hộ thể, nhưng đã quá muộn, rõ ràng chúng tôi đã làm dấy lên sát cơ ở nơi đây. Thi thể của Bạch Vân đạo nhân vốn chỉ là miếng mồi nhử, từ lúc Mộ Dung Nguyên Duệ chạm vào hắn ta thì chúng tôi đã trúng kế rồi. Hôm đó tôi cũng vì rơi vào sát trận nên cuối cùng đành phải tàn sát đẫm máu để thoát ra khỏi núi Không Minh, lần này e là phải tay không trở về rồi. Tạ Lưu Vân nói, bây giờ chúng ta chỉ mới kinh động tới cổ vương của một đỉnh núi, sợ gì chứ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu thôi. Ngạo Hàn nói, tới nước này rồi tôi cũng không cam lòng bỏ cuộc, chúng ta đánh không lại 72 đỉnh. Nhưng chỉ kinh động tới một hai đỉnh thì chúng ta có thể thử xem, vừa hay nhân cơ hội xem thử sức mạnh của cổ thần tông. Tạ Lưu Vân quyết định nghênh chiến, bốn người chúng tôi mỗi người một góc, một lần nữa tạo thành chiến trận. Mộ Dung Nguyên Duệ lúc trước đã ngưng tụ pháp thân một lần rồi, trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ ra pháp thân thứ hai, lần này chỉ có thể dùng bản tôn chiến đấu. Tôi đi lên đỉnh núi thăm dò trước, mấy người ở dưới này canh chừng. Ngạo Hàn nói xong liền hóa thành rồng bay thẳng lên đỉnh núi, vừa phát ra thần niệm lúc nãy, hắn vừa bay trên trời vừa tỏa ra uy lực vô hạn của long tộc. Đồng thời cũng ngưng tụ tiên thiên quý thủy chi khí từ trong cơ thể, chờ tới lúc bay lên đến đỉnh, liền ngửa đầu phun ra từng luồng khí lạnh. Tuy cổ trùng có thể làm ngơ uy nghiêm của rồng, nhưng không thể làm ngơ tiên thiên quý thủy và khí lạnh của băng long. Khí lạnh từ trên đỉnh núi lan xuống, trong chốc lát đã có vô số cổ trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng trong hang ổ của cổ vương lại không hề có động tĩnh gì. Bị sức mạnh của băng long áp đảo, ngay cả những tiếng hành quân sột soạt xung quanh cũng nhỏ đi nhiều, cuối cùng là chìm vào im lặng. Sau khi Ngạo Hàn trở lại mặt đất, Tạ Lưu Vân hỏi, sao không thấy cổ vương có động tĩnh gì vậy? Tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy có một cái hang ở trên đỉnh núi. Chắc là cổ vương biết hắn không phải là đối thủ của tôi liền chui vào đó trốn rồi. Hang động, Tạ Lưu Vân nói xong đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì đột nhiên có một tiếng động cực lớn phát ra từ dưới chân đỉnh núi đó. Tiếp đó một bên sườn núi đổ sụp xuống, để lộ ra một phần cửa hang, một con quái thú khổng lồ với chiếc mai màu đen từ trong sông ra ngoài. Toàn thân quái thú bao phủ bởi lớp mai đen, từ trên xuống dưới mọc đầy gai. Thân hình lớn phải đến vài trượng, mọc không biết bao nhiêu là chân, mỗi chiếc chân đều sắc bén như lưỡi dao, hai móng vuốt phía trước nhìn như hai chiếc rìu khổng lồ. Mắt của nó mọc ở trên lưng, phát sáng lấp lánh, không đếm nổi có bao nhiêu con mắt. Theo sau nó còn có vô số quái thú khổng lồ đồng loạt ùn ùn kéo ra,
cùng với sự tiến quân hàng loạt của chúng, mặt đất không ngừng rung chuyển, đến đỉnh núi cũng rung lắc không ngừng. Cổ Vương ngàn mắt, Tạ Lưu Vân kinh ngạc nói. Theo kho kinh ghi chép, Cổ Vương ngàn mắt là một trong những cổ vương hung hiểm nhất trong núi Không Minh, sức chiến đấu xếp top 3 trong số 72 đỉnh núi. Chỉ huy tất cả run đất, rết, giận gỗ và nhiều loài sinh vật giáp xác khác ở dưới lòng đất. Cổ Vương ngàn mắt vừa xuất hiện, những con trùng cổ ẩn nấp trong bóng tối lúc trước lại lần nữa kêu lên âm thanh sột soạt dày đặc như mưa. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.